Xin chào anh chị nhé. Hôm nay cũng là 29 Tết rồi, cuối năm rồi. Thì công ty tôi là hôm nay là ngày làm việc cuối cùng. Tuy nhiên thì ngày mai mà có khách mà muốn lên xem đất hoặc là có nhu cầu mà cọc đất trước Tết, thì chúng tôi vẫn thực hiện để viết giấy cọc cho anh chị nhé. Nhưng ngày mai thì cũng có một anh ở trên huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương lên xem miếng đất ở ấp Suối Binh, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước để anh cọc cọc đất thì ngày mai chúng tôi vẫn cứ làm. Đấy. Thì suốt một quãng đường dài của năm 2020 có cái dịch Covid-19 ở Việt Nam nói chung cũng như là trên toàn thế giới, thì đặc biệt là ngành bất động sản gặp cực kỳ khó khăn, nhưng CBT Land đã vượt qua và đạt được những chỉ tiêu rất tốt. Nhưng thành công của CBT Land ấy, là dựa vào thành công của quý anh chị ha. Thế thì nếu mà CBT Land không có tất cả quý khách hàng, quý anh chị, quý đối tác và các cộng tác viên đồng hành cùng CBT Land thì CBT Land cũng không bao giờ hoàn thành được nhiệm vụ của năm 2020, một cái năm mà gặp rất là nhiều khó khăn như vậy. Thì hiện đây thì chúng tôi cũng gửi lời chúc năm mới, chúc sức khỏe đến toàn thể quý khách hàng, quý anh chị khách hàng, quý cô chú chủ đất. Đặc biệt là anh chị mua được những cái sản phẩm tốt thì phải có những cô chú chủ đất, những người khai phá từ trước đến giờ. Cô chú ấy không sử dụng nữa, bán lại những miếng đất đó với cái giá tốt hơn những nhà đầu tư, anh chị ha. Và cái thứ ba nữa là tôi luôn là cảm ơn với các anh chị cộng tác viên ở các khu vực của tôi. Tôi là một người ở thành phố Hồ Chí Minh lên đây mở công ty, thì chắc chắn cũng như anh chị ở nơi xa tới đây không bao giờ biết đất ở trong những cái xã, những cái ấp như vậy, thì phải có những anh chị cộng tác viên người dân gốc ở đây để tiếp cận những cô chú chủ đất đó, để mới đưa ra những sản phẩm tốt đến tay quý anh chị nhà đầu tư anh chị ha. Đó. Thì một lần nữa tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị cộng tác viên của CBT Land, rồi các cô chú chủ đất và các quý anh chị khách hàng đã đồng hành ủng hộ cho CBT Land trong suốt năm 2021, xin lỗi 2020 vừa qua và tới đây là 2021. Thành công của CBT Land là dựa trên thành công của quý anh chị khách hàng anh chị ha. Thì một lần nữa tôi xin chúc toàn thể quý khách hàng, quý cô chú chủ đất, anh chị công tác viên năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, và 2021 là mua thật may mắn và bán được giá anh chị ha. Và một lần nữa tôi xin cảm ơn.